Đây. Đây là tổng tác với mẹ đây. Rồi, ok. Anh tên là gì ạ? Tôi tên Hòa. À, Phạm Xuân Hòa. Nguyễn Xuân Hòa. À, Nguyễn Xuân Hòa. 222251. À, vâng, anh cho em xem chuyên đề đi cân để trọng nhé. Cơ kế hoạch chứ không có chuyên đề. À, vâng, kế hoạch cũng được anh. Anh tắt máy tôi cho xem. À, không. Anh tắt máy tôi cho xem. Tại sao lại phải tắt máy anh? Giấy tờ của tôi không thể tiết lộ được trên hình ảnh được. Không. Anh tôi cho anh xem bình thường. Em cho anh đọc thoải mái. Em sẽ không quay vào giấy tờ. Đấy. Cho anh xem. Em không quay vào giấy tờ là được. Anh cứ cho em xem giấy tờ đi. Cho em xem kế hoạch đi. Em không quay vào kế hoạch của anh là được. Rồi, em không quay vào kế hoạch. Rồi, ok nhá. Rồi, đi nè. Hôm nay là ngày... Hôm nay là ngày 26. Rồi, 26 tháng 12. Anh có đúng không? Rồi, ok. Từ ngã ba nhồi đến ngã ba bước nha, từ ngã ba nhồi đến ngã ba bước nha, Đông Quỳnh nha, và không biết được thời gian này 6:30 đến 1:00 này, từ ngã ba nhồi đến ngã ba bước. Rồi, đúng rồi, trên quốc lộ ba đúng tuyến anh chưa, tuyến tuyến anh đang đi lại quốc lộ ba cũ. Rồi, đường đây đường quốc lộ 47, đây là từ ngã ba nhồi. Nhưng mà đây là đường quốc lộ ba cũ anh. Tôi tham gia đây là ngã ba nhồi, khách không nhìn thấy ngã ba nhồi đi à? Ngã ba nhồi ở đâu? Ở đây là một cái xa ngã ba nhồi rất nhiều. Tôi phát hiện anh nghi ngờ anh trực tiếp anh vi phạm, tôi có thể đuổi theo anh tại vì anh ta lúc nãy anh tham gia vào tuyến rồi kìa. Anh em vào tận trong đây rồi anh tham gia, tôi có thể kích xét camera anh tiến vào anh vừa đi nhá. Không, hai này, hai này. Rồi, hai đâu, quá tải này nhá, nhìn này. Đâu. Ngày thứ hai này xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được tập trung đối bộ này, quá tải này, kích thước thành thùng này, đi vào đường cấm, đưa vào cửa hàng có cho con người anh ơi, rồi anh ơi, cái trang này anh tự là tổ mấy? Tổ số 3. Tổ số 3 thôi anh, tổ 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 nhiệm vụ tổ số 1 làm gì? Ngày tập trung nhiệm vụ, cái này là nhiệm vụ chung của chung tổ của ba tổ. Đây. Đây, đây anh nhìn chưa? Không, nhiệm vụ này nhiệm vụ chống mà. Tổ 3 đâu? Đây. Tổ 3 của anh đâu? Đây tổ 3. Đây. Tổ đây, 3 nhìn thấy chưa? Tổ 3 tổ 4 là chung một ngày này, đây chuyển sang ngày thứ 3 này. Qua anh đây đúng không? Đây thời gian đây. Thời gian đây. Đây, thời gian đây. 11 đến 14 giờ. Ê, gì trên đây này? Tôi tên Hòa này. Anh tên Hòa? Đúng rồi. Đây, tôi chưa. Nếu nhà báo nhìn thấy chưa? Mùa là 16 là 1 giờ. 14 giờ là 18 giờ. Đúng rồi. À, đây. Đây, nhiệm vụ nó nằm lên đây. Đây, nhiệm vụ nó có ngày thứ 2 đây. Còn ngày thứ 3 là có ngày khác. Đây là các tổ khác của các tuyến khác. Đây, là ngày khác. Cái nhiệm vụ của tổ anh không có hề có quá tải vi phạm gì cả. Đấy, nhìn nhiệm vụ chung của bốn tổ à. Chả có nhiệm vụ chung nào mà nhiệm người ta lại chung của bốn tổ đâu là như thế. Không, anh nhìn nè, đây là nhiệm vụ chung này. Của hai tổ. Không, hai tổ này, thứ hai này, tổ một, tổ anh hai. Nhìn thấy chưa? Rồi, thứ hai này sao bên đây này, đấy thấy chưa? Còn đây là chuyển sang ngày thứ ba này, anh nhìn chưa? Vâng, rồi đúng rồi, đúng chưa? Còn đây là thứ hai, thứ ba, thứ tư này, anh nhìn thấy chưa? Cái nhiệm vụ chung này và với lại anh bắt ở đây là anh sai rồi đấy. Tôi không sai. Em nói thật anh sai đấy, bây giờ anh cứ đem cổ đánh cổ xem đi cân nhá, còn anh sẽ có đơn. Anh sẽ có đơn, em nói rõ là anh sẽ có đơn. Ok. Đấy, anh sẽ có đơn, nói rõ luôn, đây bắt đây là sai rồi. Anh cái cổ là một mà anh bắt ở đây. Đấy, bây giờ em có cái xe thích làm gì thì anh làm. Nha. Rồi. Bây giờ em không bây giờ em cứ chốt cái xe ra anh cẩu đánh cẩu. Tôi làm, tôi nói luôn là anh không chấp hành, tôi yêu phao được khẩu sai. Còn anh, còn em nói rõ với anh là anh bắt sai cái đường của anh, sai nhiệm vụ của anh đấy. Cái đường này anh... Thì em sẽ có đơn cho anh không lúa. Ok. À, anh cứ thoải mái. Ok, em sẽ có đơn em gửi anh. Nha. Còn anh thích thôi. Gọi đây, gọi đi. Anh thích gọi cậu, anh gọi cậu đi. Em sẽ có đơn cho anh, em sẽ có đơn cho anh. Anh rõ ràng luôn, rõ ràng là anh sẽ ăn đơn. Em không nói sai thế nào. Ở đây hiện tại đang ở cái đường nhánh mà nhiệm vụ thì chỉ được tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 ở ngã ba nhồi, và các anh vào đây bắt, đây đường nhánh vào núi đá đây, đấy đường nhánh vào trong núi đá đấy, không mấy đường quốc lộ nào cả, mà các anh vào đây bắt xe để đi cân rồi đã có đơn rõ cho các anh luôn.
Vâng. Ok anh. Đây tổ công tác bây giờ lại thêm 2 người nữa. Lại thêm 2 người nữa là 4 người. Từ đâu lại đi ra đấy. Rồi rồi. Đâu anh chưa cho em xem là kế hoạch của anh có kiểm tra hành chính nhờ. Mang đi cân tải á? Đâu cái gì nhỉ? Hành chính thì phải có giấy tờ, còn không thì cứ ra đấy. Tôi cho anh xem rồi. Cứ ra ra chỗ. Tôi cho anh xem rồi. Cứ ra bản cân, ra bản cân. Anh có kiểm tra kiểm lại đúng không? Cứ ra bản cân rồi em chỉ anh kiểm tra giấy tờ. Đúng rồi, anh cứ ra đến trong hành chính. Nhưng mà anh bắt sai đâu. Tôi không sai. Anh bắt đây là anh sai rồi. Anh ra giao thông từ trên tuyến đường tôi được tuần tra kiểm soát. Nên là tôi không sai. Tuần tra kiểm soát tại sao anh vào núi đá anh bắt em? Đây là anh sai nhầm vậy. Đây là tuyến đường quốc lộ 1 à? Anh được làm tuyến đường quốc lộ 1 mà. Nhưng đây quốc lộ 1 à? Anh nhìn xem đây có phải đường không? Nhưng đây là quốc lộ 1 anh. Trên tuyến tôi được kiểm soát. Trên tuyến anh được kiểm soát à? Đây có phải là quốc lộ 1 của anh kiểm soát không? Trong kế hoạch của anh là tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 1 nha, quốc lộ 1 A cũ nha. Đây không phải là đây phải quốc lộ 1 A cũ không? Nhưng mà đây không phải có tuyến đường của anh kiểm soát không? Đáng học thì học ba cái chỗ. Em bảo anh này. À vâng không em học cái gì? Cái thì đúng thôi nhá. Sai bọn tôi chịu trách nhiệm. Còn bây giờ còn cân tải. Ví dụ như bọn em anh bắt em ngoài kia sẵn sàng đi đâu cũng được. Nhưng mà đây ở đây là quốc lộ 1 à? Đây quốc lộ 1 à? Mà anh nhìn xem kia có phải đường giao thông, đây có phải đường giao thông không? Nhưng mà đây phải qua rồi cũ không? Hay là anh giao thông anh thích làm chỗ nào anh làm? Anh Đỗ Xuân Hòa 218-241. À Đỗ Xuân Quân, quên. Đỗ Xuân Quân 218-241. Bây giờ anh tôi yêu cầu cho xuất trình giấy tờ xe để tôi kiểm tra đồng tác. Rồi. Cho xem rồi. Không, các anh cứ cho ra ngoài bàn cân. Các anh ra bàn cân. Không, bây giờ em các anh bắt sai em mà lại em phải đánh như thế nào? Anh tham gia trên tuyến đường tôi cùng ra kiểm soát tôi. Tham gia là các anh phải bắt em ở quốc lộ 1. Quốc lộ 1 cũ. Chứ bây giờ đâu em? Còn anh có phải làm mình quốc lộ 1. Bây giờ em có bốc em có đi quốc lộ 1 lúc hàng đâu. Vẫn có hiểu à? Cho đọc rồi quốc lộ 1A. Đại lộ Võng Giáp từ ngã ba Nhồi đến ngã ba Vấp. Quốc lộ 1A cũ. Cứ đường đấy là từ các anh đã bị lỗi. Thôi bây giờ em nói này. Còn bây giờ em nói này. Bây giờ em nói. Bây giờ em không nói giờ các anh biết làm gì anh làm. Các anh bắt sai, các anh bắt em chấp hành nhưng anh cho được. Các anh bắt cái đúng đâu? Các anh bắt cái đúng đâu mà em chấp hành? Đúng gì? Các anh làm có đúng đâu? Nhưng mà em bảo bọn anh bắt sai cái gì? Bắt sai cái gì em? Hả? Bắt sai cái gì? Sai bây giờ anh có kế hoạch làm quốc lộ 1 sao anh vào đây anh bắt? Mà anh bắt cái gì ở đây? Anh vừa đọc xong là anh vào đây anh kiểm tra gì ở đây? Tôi nhiều tuyến lắm. Không phải mình quốc lộ 1 đâu. À anh nhiều tuyến lắm. Tôi nhiều tuyến lắm. Nha. Ra đọc lại. Ông anh giao thông anh đọc lại. Em đọc lại. Đọc lại. Quốc lộ 1 cũ thôi. Nha. Không cần đọc lại. Không. Em cần đọc lại. Ra đọc lại. Em cần đọc lại đâu? Bây giờ các anh bắt sai em không cho anh. Các anh làm sai em không cho anh. Các anh làm đúng thì em cho anh. Nếu không quá tải thì mời anh đi. Các anh cứ làm đúng thì em chấp hành đi cân thoải mái. Xe xác định không đủ không quá tải nào. À xe ba tấn này. Rồi, xe ba tấn này. Rồi đấy. Xe ba tấn này. Anh giao thông anh nhìn này, anh bỏ xe có ba tấn này. Các anh làm sai em không chấp hành. Các anh làm sai không? Tôi có kế hoạch cho anh xem rồi. Các anh làm sai không?
Tôi không sai, kế hoạch anh đọc rồi, anh đọc rồi. Kế hoạch em đọc rồi, rõ ràng rồi. Trên quốc lộ 1A cũ. Quốc lộ 1A chứ không đọc đại lộ Võ Nguyên Giáp với từ từ Ngã Ba Nhồi đến Ngã Ba Vấp à? Cái này là đại lộ Võ Nguyên Giáp anh. Chứ Ngã Ba Nhồi đến Ngã Ba Vấp là tuyến đường nào? Ngã Ba Nhồi đến Ngã Ba Vấp là tuyến đường thẳng quốc lộ 1A cũ bên kia. Đây. Nha nha. Không liên quan đến đây cả. Từ Ngã Ba Nhồi đến Ngã Ba Vấp không biết là tuyến đường nào. Không liên quan đây cả, hay là anh chạy thẳng như thế là tất cả tuyến đường ở đây anh đều được bắt cả. Anh được làm cả. Anh được làm cả. Anh giao thông anh thích làm đâu nào anh làm à? Nếu xảy ra tai nạn đấy thì ai làm? Nếu xảy ra tai nạn là chúng ta. Còn bây giờ tổ công tác anh đi làm nhiệm vụ nha. Anh đi làm nhiệm vụ anh có phải có chuyên đề làm ở chỗ nào? Làm một tuyến đường nào, làm ở đâu? Các anh không phải là cứ chỗ nào đường rồi các anh làm được đâu. Bây giờ anh có làm đúng đâu mà cũng bắt anh chấp hành nhỉ? Tôi không hay thật sai cả. Vâng, anh không làm sai thì anh tham gia không trên tuyến rồi tôi còn đi. À. Tuần tra kiểm soát. Tham gia tuần tra kiểm soát. Mà em ở trong đây các anh cần. Các anh ở trong đây vào đây bắt em được. Đã thả các anh dừng em ở ngoài quốc lộ 1 thì em không sao cũng được. Bây giờ em đang ở đây. Rồi rồi, trong đây cũng là tuyến đường anh kiểm soát. Ok anh. Cái đường đây là đường của anh hết, đường nào của anh hết. Các anh đi làm có nhiệm vụ, có kế hoạch, đảm bảo nào làm ở đây. Đúng rồi, đây đường giao thông mà anh. Đúng rồi, đây đường giao thông rồi. Vâng, đúng rồi, đây đường giao thông. Anh giao thông, anh thích bắt đường nào thì bắt mà. Đây đường giao thông. Rồi. Vâng, rồi, đúng rồi. Ừ, anh không kế hoạch ở đây nhưng mà anh cứ thích là không có chưa... Anh có kế hoạch làm ở đường này à? Không có kế hoạch. Anh có kế hoạch làm ở đường đây à? Ngã Ba Nhồi, Ngã Ba Vấp xong thì không có kế hoạch. Đường kế hoạch, đường Ngã Ba Nhồi, Ngã Ba Vấp, người ta tất cả các đường xung quanh đây đều là anh đều làm được làm cả đấy gì? Đấy gì? Đi lên phường An Hưng. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, rồi, ok. Rồi. Rồi. Đây chẳng lẽ không đường trên núi nữa. Bên cạnh một núi luôn ở đâu nữa. Không được trên núi. Đó. Huh.